Ấy được. Ủa được con cá trạch, có rất lâu rồi không được thấy con này. Ô, con này thì hơi khoai đấy. Nó nuốt được không? Nuốt thì mưa đó. Thế kia. Đây là cá trạch, à, cá sát nha mọi người. Tuyệt vời. Đó phía đây được tầm chục con nha, được ngon được bữa rồi nhỉ. Con chó thì có cá là mò xuống. Giờ lấy ra mới khó như này. Để ra gì con dao cho. Con dao chỉ còn cái chuôi thôi. Lấy dao không? Riêng mà lấy dao này, không lấy dao lấy đi. Lấy được. Được rồi, lấy dao đã. Được đấy. Ui, bây giờ mưa to. Này dao này. Đặt đặt đây đi. Dưới như mưa to kìa, quay dưới như mưa đẹp kìa. Ừ. Ngon lành. Mình sẽ để máy ở góc này để quan sát được cả hai đang câu cá. Đây thì góc này để được cả hai này. Sát bờ cỏ đi đã. Ui đẹp tuổi. Nhìn đẹp cực luôn. Nhìn thơ mộng dã man. Bây giờ mình sẽ để máy ở góc này để cố định. Quay đến lúc nào mà cảm thấy để cho nó đầy hết dung lượng thì thôi, quay 4K mà. Câu đấy chắc là không cần quăng xa, quăng gần thôi nhỉ. Chắc phải chế làm cái mứt mồi mứt giống như thọ Trung Quốc mẹ câu được lâu mà sạch sẽ mày ạ. Mồi giả đấy. Cái mồi giả đó nó là mứt mà. Mứt quả, mứt mứt củ khoai mà. Mứt khoai mứt no được hết đấy.
Ờ, có chưa ra hết tháo nào. Mà sao ngắn thế? Thank you.
Hả? Đào đi. Thôi, có cái hồ ra đựng ngoài. Ra đựng vào cái hồ sụn mùi luôn nhé. Đi nhé. Chưa ra à? Con này mới này là. Ấy á. Không. Đào đây này, đây. Cái túi đựng trà sữa. Cẩn thận đồ điện thoại mic.
Mày có dùng con không? Có. Cuốc to đào sớm được một phát là phát đấy mẹ đầy. Mày đất phù sa này mang về trồng cây tốt lắm này. Ồ, có rung dậy bác đây rồi. Thôi là như thế đủ đấy. Cái trôi cái chó ăn bột tao thì mày không ăn, không ăn một lần sướng cái này chắc là mùi thơm cái này mích lính lưỡi câu giết mày. Nó mắt có lấy câu thì mờ đâu. Ui đỏ thế nhỉ mẹ ba con rồi. Rồi, kia, con này phải được 3 lạng ấy. Sướng rồi. Rồi hôm nay vào đấy mẹ ạ. Ngồi lì lì lâu vào. Ngồi thiết nó mới rửa rơi à? Ừ. Đừng mà con ướm. Gần lắm. Ngoài thời tiết nó dở à? Nắng mưa không ạ? Cắt này. Quay 4K mẹ về tầm video tầm 2 tiếng mẹ edit. Edit hết đấy. Thức lâu hết. Cái kia nó lặng hết hơn cho nó không tan được một. Em nhìn thấy rằng nó dòng thiết. Cẩn thận đấy, có bắt quái đấy. Bắt quái không có nhiều thôi. Thả lên phát lên mép. Cầm đúng rồi chứ.
nhưng con sạch này phải nhớ cần giật nó tự chết. Làm thăm bột nghe củ 3-4 ngày như men đi men thăm còn đi câu mình có được thơm cá vào còn mùi thì không hồ tím lặn thôi chứ chưa có men hoặc là mua cái kép khô thì thay trộn vào nó có cái đâu chứ mất thì không bằng chính là trộn phần ra đấy đó đấy anh ra đấy đó là kéo đó phát nữa đó.
mình toàn nói bây giờ đi theo mình quay video mình về sau mình kéo vào để sau chắc đi kéo theo hết kéo nhỏ rồi. Ông nghe nhắn tin suốt mà hỏi bọn đòi đi đi chung mà. Mắc giác rồi. Em vừa cái túi ni lông. Đúng con thương thật rồi. Bò bò. Bò thì ở phần sau rồi. Được bộ rồi. Đây coi coi. Giờ cô phao bé thì nhạy thì nhìn được. Run quế như này vào câu hồ được đấy mày ạ. Thử ra. Hay là ác ấy. Con đô kia mẹ nướng lên ngon.
thế tao định tao thức cả đêm để nghiên cứu cách câu bô ly của những bọ tây. Nhìn hay phết nhưng mà ở Việt Nam mình ít người áp dụng được nhỉ. Vì giờ có cá to mấy. Cá to đây rồi. Cách khẩn trương không thì vào cần tao đấy. Yên tâm là cá to không sợ đấy. Còn 4-5 cân là dễ được nhỉ. Được kéo à. Tình tu gần rồi mà vẫn dính được.
cắn này. Để mày khắc lại thôi. Tao về tối nay tao phải nghiên cứu được. Được tao đi lấy cái ngô hạt ở siêu thị kìa. Chuyên là lưỡi câu đơn nhưng câu mãi chẳng thấy cắn. Không, cái thịt chua. Rồi. Chết mùi rồi, ăn hết rồi đâu nữa. Đây. Thì là phải mật ong chín. Lên men được.
rất là mắt mua thoải mái nhỉ. Lên. Lâu lắm không cảnh nước sông lên các kiểu này. Nước sông lên là cá vật đẻ trứng nhiều này. Cần mình im thế nhỉ?
Mấy không được quá. Chạy lên này 4 con này. Không nhảy thì nhảy lại nhiều mít. Có được gần tiếng không? Cần phải im từ hôm cuối luôn. Nghe là dục khuyến bị bắn rơi thời cam à?
Nếu mày cầm để tạm một hộp đi. Được, có con run nồng cho tao luôn đi. Run nửa hay sao? Chỉ biết đôi rồi. Đó chúng ta cái túi này nhỏ lắm. Vì thấp quá. Út cái gì đúng là câu xuống à. Ý này đâu tung được một con đang lợn đấy đấy mày thì mày hợp lý. Nếu mà mày không câu rồi tao sẽ tao móc vào là tao như là móc tôm vậy. Đây bìa ra mình thấy nhiệt kiểu cuộc phát là đảo luôn chống hẳn cứ động tính thế nhỉ. Hết mồi cầm đây nào.
thật ngồi đây nó tan lâu hơn kìa bạn. Con này cái nhớt nó kinh của mẹ ấy. Con run thường này này. Cái gì đâu? Mình thì không sợ bật nó ghê hơn nhiều quá. Cái bố nó bị gì đấy? Tim. Nhà này kiểu sử nó nghe hết này cũng tim mà. Thì nó bị thì có gen nó ra hết.